xin chào mừng các bạn đang đến với chương trình tin tức của Sao. Và cũng không quên chúc cho các bạn cùng với gia đình có một ngày thật là vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Sau đây xin mời các bạn hãy theo dõi chương trình của chúng tôi. Mina khiến Kenneth ngán ngẩm mong sớm rời khỏi nhóm Twix. Vào ngày 21 tháng 12 vừa qua, Mina, thành viên thuộc nhóm nhạc Twix, đã xuất hiện tại sân bay quốc tế Incheon để lên đường ra nước ngoài. Như mọi khi, nữ ngôi sao xuất hiện cùng với mẹ và nắm chặt tay của bà, cúi đầu bước đi tránh tương tác với máy ảnh. Hiện nay, Mina không tham gia một số hoạt động quảng bá cùng Twix do vấn đề sức khỏe. Cuối tháng 8, GEP Entertainment thông báo Mina được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lo âu và phải cần có thời gian nghỉ ngơi. Cách đây không lâu, công ty chia sẻ rằng Twix sẽ comeback ở Nhật Bản. Trong album có sự xuất hiện của Mina ở khâu quảng bá. Cộng đồng fan tin rằng cô đã có thể phục hồi sức khỏe để trở lại. Song cũng không ít người vẫn cảm thấy mơ hồ về việc này. Trước hình ảnh mới nhất của Mina, nhiều cư dân mạng Hàn Quốc cho rằng cô nên rời khỏi nhóm. Dưới đây là những phản ứng của cư dân mạng Hàn từ Newsen. Có lẽ tốt nhất là Mina nên rời khỏi nhóm. 2. Mina không thể nghỉ ngơi dài ngày ở một nước hay sao? Hay chuyện này còn liên quan đến hợp đồng mà cô phải tiếp tục qua lại giữa hai nước? 3. Dường như tính cách của Mina không phù hợp với ngành công nghiệp giải trí. Hầu như cô ấy không nhận phải bất kỳ bình luận ghét nào. Và cô ấy đã đấu tranh như thế nào đây? 4. Tôi không thể hiểu sao Mina phải trải qua tất cả những điều này chỉ để ở lại Twix. Có phải cô ấy muốn kiếm nhiều tiền hơn? Tôi chưa từng thấy ai như thế này. 5. GEP khá khoan dung khi chấm dứt hợp đồng nếu nghệ sĩ họ có bất kỳ vấn đề gì. Nếu tôi nghĩ đó là Mina, cô ấy không chịu rời khỏi nhóm. Nếu không nghĩ rằng mình có thể xử lý vấn đề, cô ấy nên rời đi, vì lợi ích của nhóm chứ. 6. Điều này thật khó khăn cho tất cả mọi người, đã đến lúc dừng lại. 7. Chỉ cần rời nhóm, bạn không phải là học sinh mầm non. Bạn làm gì để phải nắm tay mẹ bạn như vậy? 8. Có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy? Và đây là một số ít những bình luận của cư dân mạng về chuyện của Mina.